thị trường xe cộ đợt này ảm đạm quá các bạn. Xe cộ thì còn cả bãi này mà chả thấy mua hỏi bán đi. Xe đất có, rẻ có, đủ giá, đủ thể loại, công nông, xe độ, máy cày, máy sới, dàn cày, dàn sới, đủ thể loại. Không biết anh em mua bán sao rồi, cho em gồng còng lưng. Như con này hai cầu ben thắng hơi, cầu số lớn lốp lớn, giá có hơn 7 đồng tí, tổng dài 3,5 m, rộng 1,7 m. Con này lốp đôi, hai cầu ben thắng hơi, tời bụng lớn, giá cũng nhô 8 đồng tí. Một cầu, hai cầu, một cầu tời bụng lớn, máy 24 đẹp, thùng bọng đẹp. Hai cầu thùng bàn này, giá chỉ 40 mấy 50 triệu. Hai cầu ben đề thắng hơi lúc đôi, giá nhô 100 tí. Lốp mới, tời mới, máy sới, máy đẹp này, dàn số máy chưa bung, máy đẹp 80/80%, giá có 10 mấy triệu cả bánh lồng, chưa bằng nửa giá mới. Này là hai cầu ben thắng hơi lốp đôi, à không, lốp 1, hai cầu ben thắng hơi lốp 1, anh em mà lấy thay cho lốp trước lốp mới cho giá hơn 7 đồng. Máy 33 Giang Đông, thùng dài 3 m, con này cũng ben thắng hơi, thùng dài 3 m, cầu số 3,5 m, tời gãy rồi nha, anh em lấy em dắp tời đồ đầy đủ hết nha. Đồng tốc 1,1 gần như tuyệt đối. Bãi vẫn còn trống anh em nhé, anh em nào có xe đẹp giá hợp lý thì alo em vẫn bốc nha. Này xếp gọn mà vẫn để được 5-7 con nữa. Tầm này là cứ phải đẹp thôi. Xấu mà, xấu quá rồi về cũng khó. Làm số này, làm nhông, phục nhông, nhông số đẹp. Cối trộn cối trước, xe độ 1 máy. Anh em nào ngập banh hay là ngân hàng ngân hiếc thì cần thanh lý xe cộ và xe đẹp đẹp đó, lý alo em nhé. Xe đẹp bốc trong ngày luôn. Rồi, nhà mình ai mua bán trao đổi xe thì alo em nhé, 0384545911, Zalo 0988311432. Địa chỉ là dọc quốc lộ 25 nha anh em, Phú Thiện, Gia Lai. Anh em mà cứ đi đâu ngang qua thì ghé nhà em bên kia quán cà phê gốc, qua mời ly nước, mời nói chuyện rồi nó phép rồi về.